xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tới là cá sấu đi tìm đồ chơi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm một chiếc xe để đi cho nó nhanh nào. Ok, lên xe của cái sắt đây. Ok, đi thôi. Wow, tôi đã nhìn thấy một trái bóng các bạn ơi. Được, đi thôi. Wow, đến cho trái bóng nào. Wow, trái bóng. Ok, được rồi, ta đến vào đây thôi. Wow, được ra hướng khác nào, xem vòng ra đằng này nào. Wow, xin. Wow, cái gì đây bạn ơi. Wow, mình đã tìm thấy một. Được rồi, tôi phải xuống xe để xem trực tiếp thôi. Wow, xe gì đây, tôi bán cho tôi một quái kem. Wow, một anh chàng khí đã bán kem hả? Ôi, kem ngon quá. Wow, cái gì đây? Wow, một anh chàng, đây là mấy con nhà. Đây là đồ chơi như vậy. Wow, mình thấy, bạn đây là bạn voi con các bạn ơi. Được rồi, đi thôi. Gì, ta đi tìm đồ chơi tiếp thôi. Wow, cái gì đây bạn ơi? Bắp bích. Được rồi, bắp bích hả? Để chơi luôn xem nó sướng không nào. Wow, bắp bích, trái dâu tây. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, bắp bích đẹp quá các bạn ơi. Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, cái gì đây bạn ơi? Wow, một chiếc siêu xe. Wow, một chiếc siêu xe rất là đẳng cấp các bạn ơi. Gì. Mình phải lên lái thử nó xem nó có chạy nhanh là các bạn ơi. Wow, đúng là xe thật là đẳng cấp các bạn ơi. Wow, cái gì đây bạn ơi? Wow, đây một chiếc xe. Đây là xe gì đây bạn ơi? Đây là một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Gì. Ôi, sướng quá. Lên xe cảnh sát lấy lái thử xem nó đi nhanh không nào các bạn ơi. Ok, đi thôi, đi ra là kê tiếp. Ôi, ngã rồi. Ôi, ta không đi xe nữa. Ta đi xe một mình thôi. Ok. Cái gì đây bạn ơi? Wow, một chiếc đèn pin hả? Wow, một chiếc đèn pin rất là cấp các bạn ơi. Wow, đi thôi. Wow, một chiếc đèn pin alo. Được rồi, đi thôi. Wow. Ôi xôi, đi bộ thật là chậm. Ngoái chân quá các bạn ơi. Wow, phải kiếm một cái xe nữa thôi. Ok, wow, mình đã thấy một chiếc xe một chắc. Đi thôi. Wow, xe gì mà đẹp vậy? Wow, xe này xe G63 các bạn ơi. Wow, nó mở được cánh cửa các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Phải lên nãy thử G63 xem nó sướng không nào. Wow, cái gì đây? Wow, một chiếc điện thoại di động các bạn ơi. Được rồi, thôi đấy đấy. Đi nhà sau. Đi ra này. Gì, ui, đồ bòn quá các bạn ơi. Wow, phải lên trên này. Wow, rồi. Wow, leo cây xong. Wow, cái gì đây? Wow, một anh chàng siêu nhân các bạn ơi. Wow, wow, rồi, cái gì đây? Wow, một em bé búp bê các bạn ơi. Wow, rồi, đẳng cấp các bạn ơi. Thôi được rồi, tí nữa ta nhà sau. Ta đi tiếp vậy, mang G63 ra cho ta đi. Ok. Được rồi, lên G63 để đi cho nó mát mẻ nào. Ôi trời, ngã rồi. Thôi được, ta không được G63 nữa. Ta đi bộ, ok. Đi xem nào. Ôi trời, cái gì đây? Ôi trời, một khẩu súng. Khẩu súng 35 các bạn ơi. Thử lên bắn nó xem nào. Bùm. Ôi trời, cái gì đây? Wow, đây là một chiếc máy phản lực. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ xếp lại để xem hôm nay chúng ta tìm được những gì nhá. Chờ ta một tí. Ta đi tìm tiếp thôi. Cái gì đây? Wow, bạn ơi, tôi đã tìm thêm một chiếc xe. Wow, đẳng cấp các bạn ơi. Ok, wow, xem mắt. Đi thôi. Wow, cái gì đây bạn ơi? Wow, một chiếc xe bốc khổng lồ. Đông đội, để tí ra đi sau. Wow, cầm chú eo xả. Oh, sờ chúng máy rồi bạn ơi. Wow, iPad để xe khủng long này. Ok, và chú gì đây? Chú gà. Wow, kẹo mút khổng lồ. Ok, bây giờ chúng ta phải lên chiếc xe lái cho nó sướng nào. Lái xe mút khổng lồ nào. Ok, ngồi lên đây. Ok, đi thôi. Din. Ok. Bây giờ ta phải xếp vào đây luôn. Ok. Ôi trời, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ôi trời, lái xe múc khổng lồ sướng thật đấy. Đi, ôi trời, ít êm các bạn ơi. Ôi trời, xoay này. Ok. Ôi trời, sướng quá các bạn ơi. Ôi trời. Wow, đúng là xe múc khổng lồ các bạn ơi. Wow, trời. Bây giờ mình sẽ mở cái này và tiếp đi. Ok. Ôi trời, mình đang ngắm thành quả của mình ngày hôm nay đây các bạn ơi. Ôi trời, sướng quá các bạn ơi. Ôi trời, sướng quá các bạn ơi. Ôi trời, hôm nay thành quả của tớ đây này. Tớ đang ngắm nhìn thành quả của tớ ngày hôm nay đấy các bạn ạ.
quá trời đẳng cấp quá các bạn ơi. Wow, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ôi trời, sướng quá các bạn ơi. Còn một cái kém mút này nữa để mình mang ra đây trưng bày nốt cho nó đẹp vậy. Ok. Wow, kém mút khổng lồ này. Ôi trời, đây là thành quả của mình ngày hôm nay đấy các bạn ơi. Ôi trời ơi, thành quả hôm nay mình tìm được đấy các bạn ơi. Wow, sướng quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, rồi bye bye các bạn nha.